Xin chào quý vị và các bạn. Buổi chiều hôm nay tôi muốn làm cái clip, thứ nhất là để trả lời các câu hỏi của quý vị và các bạn ở trên cái kênh. Khá là nhiều câu hỏi và một số cái nhận định về thị trường ở trong những tuần tới. Đấy, những tuần tới vì có rất nhiều thông tin, rất nhiều clip. Hôm nay tôi rảnh rỗi, tôi cũng ngồi xem hôm nay và hôm qua, xem rất nhiều clip với rất nhiều chuyên gia nhận định là thị trường có thể lên đến 1.500 hoặc là 2.000, thậm chí là có những người tích cực hơn là nói lên thị trường có thể tăng 2.500 hoặc là 3.000. Thì câu chuyện đấy chúng ta nên nên suy nghĩ như thế nào về những cái câu chuyện đấy. Một cái điều khác nữa thì có một số chuyên gia thì lại nói rằng là cái đợt dịch thứ tư này có thể xem là một cái câu chuyện thiên nga đen lần thứ hai. Thì đấy, quan điểm của tôi sẽ nói cái quan điểm của mình về những cái này. Thực ra ở các clip trước tôi cũng có đề cập đến, nhưng hôm nay tôi nói chi tiết hơn để cho các bạn có những cái phương án. Đấy, về thị trường thì không nhận định gì nữa, lý do là quan điểm của tôi là nó cũng sẽ có một thêm một thời gian, chúng ta đợi đợi thêm một thời gian nữa, đúng không? Và như tôi nói đấy, để nó chạy được thì ít nhất là đến cái cây nến này thì mới 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 có sự bứt phá mạnh mẽ được, và để nó có thể lên được nữa thì cần nhiều yếu tố khác chúng ta phải đánh giá thêm nhá. Trước tiên là tôi cung cấp một số thông tin, sau đó tôi sẽ trả lời câu hỏi. Thì thông thông tin này, thứ nhất là thông tin về lãi suất liên ngân hàng. Thì chúng ta biết rồi, lãi suất liên ngân hàng hiện tại là đang tiếp tục giảm sâu. Đấy, giảm sâu và tăng trưởng tín dụng ở cái giai đoạn này là khá thấp, nó chỉ đạt được khoảng 6,6%. Và tiền cái việc mà lãi suất liên ngân hàng giảm sâu ấy, ý nghĩa của cái việc lãi suất liên ngân hàng ấy là nó nằm ở cái câu chuyện là các ngân hàng sẽ không không có nhu cầu vay vốn lẫn nhau. Đấy, có nghĩa là cái nhu cầu cho vay của các ngân hàng nó bị giảm xuống, trong các ngân hàng nó có nhiều tiền, vì thế nên là không có cái sự gọi là luân chuyển dòng tiền giữa các ngân hàng với nhau, hoặc là cái sự luân chuyển đấy nó rất là nhỏ, vì thế nên cái lãi suất liên ngân hàng nó giảm xuống. Thì đấy là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải chú ý. Đấy, có nghĩa là tiền ở trong các ngân hàng hiện tại là hầu hết các ngân hàng đều nhiều tiền. Đấy, hầu hết, đúng không? Có thể nói là gần như là tất cả các ngân hàng đều nhiều tiền ở giai đoạn này và không cho vay được. Không không cho vay được đấy. Và có một cái điều mà tôi cũng đã nhắc ở trong các clip trước, mà ngay cả clip sáng nay tôi cũng nhắc, là cái chỉ số của các ngân hàng ấy nó ảnh hưởng đấy đến cái chỉ số VN Index này này là cỡ khoảng 30%, thậm chí tôi nghĩ còn hơn 30%. Tôi cũng có thống kê đấy, nhưng mà tôi cũng đấy, tôi có cái dữ liệu, tôi thống kê cái dữ liệu mà tôi sử dụng để định giá ấy, là tôi thống kê được cái lợi nhuận của ngân hàng đấy, và thống kê được là cái ảnh hưởng của chỉ số của nhóm ngân hàng đến chỉ số VN Index đấy, thì khoảng 30%, và cái lợi nhuận của nhóm ngân hàng ấy, trên toàn hệ thống nó rơi vào khoảng cỡ, tôi cũng không chính xác, nhưng mà khoảng từ 40 đến 50%. Cái clip trước thì tôi nói là khoảng 50% lợi nhuận của toàn hệ thống đấy. Đấy là những cái điểm mà chúng ta lưu ý. Và cái phương án ấy thì quan điểm của tôi là để được như các chuyên gia nói là nó có thể lên được 1.500 hoặc là 2.000 đấy, hoặc thậm chí có thể vượt lên 2.500 hoặc 3.000 ấy, thì cái nhóm ngân hàng nó phải là trụ đỡ thì nó mới đi được xa như thế, nó mới đi được xa như thế. Và muốn nhóm ngân hàng là được trụ đỡ ấy, thì cái dòng tiền nó phải được khơi thông. Đấy, dòng tiền nó được khơi thông. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta có một cái thông tin mới, thực ra không phải là hôm nay đâu, có một số buổi trước rồi nó đã có một cái thông tin là cái nhóm ngân hàng ấy sẽ thay đổi cái thời gian giãn nợ, rồi giảm lãi suất cho vay, vân vân. Tuy nhiên ấy, cái trích lực lập dự phòng của nhóm ngân hàng ấy vẫn phải tiến hành. Đấy, vẫn phải tiến hành theo đúng lý do là cái lợi nhuận ở trong các cái quý vừa rồi ấy, thì lợi nhuận của nhóm ngân hàng là đang tích cực nhất.
đang rất tích cực, mặc dù là toàn xã hội đều các công ty hầu hết là đi xuống hầu hết thôi chứ không phải tất cả đấy, công ty đều không làm ăn được rồi vân vân này khác, nhưng cái lợi nhuận của nhóm ngân hàng là vẫn lớn đấy. Lý do là những cái lý do đấy nên cái việc trích lập dự phòng của các nhóm ngân hàng là vẫn phải được tiến hành. Tuy nhiên chúng ta nên hiểu ấy, cái việc trích lập dự phòng ấy nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái nguồn tiền trích lập dự phòng ở đây ấy. Nó không phải là nhóm ngân hàng là ví dụ như ngân hàng trích lập dự phòng là phải cắt một khoản tiền nào đó đưa ra để trích lập. Đấy, trích lập dự phòng ở đây ấy, nó chỉ ảnh hưởng đến cái việc gọi là bút toán lợi nhuận thôi. Có nghĩa là đáng lẽ lợi nhuận của ông ghi nhận là 20.000 tỷ nhưng vì trích lập dự phòng 10.000 tỷ nên lợi nhuận nó chỉ còn 10.000 tỷ thôi. Đấy. Và nó không ảnh hưởng đến dòng tiền. Có nghĩa là không ảnh hưởng đến cái độ mạnh yếu của cái nhóm ngân hàng hoặc là của từng ngân hàng cụ thể, nó không bị ảnh hưởng mà nó chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận, đến cái con số bút toán lợi nhuận thôi. Đấy, đấy là cái chia sẻ đầu tiên. Cái chia sẻ tiếp theo ấy là về cái thông tin gọi là cái đại dịch lần thứ tư thiên nga đen ấy, thì tôi đã có nói rồi, quan điểm của tôi ấy là cái giai đoạn này những cái thông tin đấy là nó không không bị ảnh hưởng gì. Đấy, những cái thông tin cũ không bị ảnh hưởng gì, và tôi đã có kể với các bạn một cái câu chuyện thí nghiệm của ông giáo sư Richter đấy. Nếu mà các bạn có dịp đọc lại cái thí nghiệm đấy nó cũng rất là dài, tôi cũng chỉ tóm tắt lại cho các bạn thôi, là cái ông giáo sư Richter đấy là ông ấy đã làm một cái thí nghiệm năm 1950. Có nghĩa là ông ấy làm cái thí nghiệm, ông ấy bắt 10 con chuột và ông ấy bỏ bỏ những con chuột này vào 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 những cái lọ mà chứa đầy nước, chứa chứa đầy nước. Đấy, và ông ấy ngồi ông quan sát cái việc những con chuột này chết đuối. Đấy. Ông ấy quan sát những con chuột này chết đuối. Đấy, với cái điều kiện là những cái lọ này nó có cái thành đủ cao và đủ rộng để con chuột nó không tự nó nhảy được ra ngoài. Đấy. Cái ý nghĩa của cái việc làm thí nghiệm này là như thế. À, cái điều kiện làm thí nghiệm này như thế. Và ông ấy ngồi ông ấy quan sát thì ông phát hiện ra rằng ấy là cứ trung bình, ông ấy tính trung bình ấy là khoảng 15 phút. Có con thì nhiều hơn, có con ít hơn, nhưng 15 phút trung bình là thời gian của những con chuột đấy bị chết đuối. Những con chuột đấy chết đuối. Đấy là lần đầu tiên. Đến lần thứ hai ông ấy làm thí nghiệm thì cái thí nghiệm về nguyên tắc là nó vẫn giống như thế lần lần một thôi. Nhưng nó khác ở cái chỗ là ông thay đổi một chút. Ông thay đổi là ông ấy để cho những con chuột này gần chết đuối rồi, gần chết đuối, ông quan sát thấy gần kiệt sức rồi. Đấy, không có cảm giác như không thoi thóp rồi, không thể sống được nữa thì ông ấy vớt ra. Ông ấy vớt ra và ông hong khô. Đấy, sau khi ông hong khô xong thì ông ấy cho cái 10 con chuột này nghỉ ngơi khoảng vài phút. Đấy, nghỉ ngơi vài phút thôi. Sau đó thì ông lại cho những con chuột này quay trở lại cái lọ. Đấy, và ông ấy quan sát tiếp. Thì cái lần quan sát này các bạn hình dung ra ấy là những con chuột này cái kết quả cho thấy ấy là cái thời gian trung bình để cho lũ chuột này chết đuối là 60 tiếng. Đấy, 60 tiếng. Các bạn hình dung ra thế, 60 tiếng có nghĩa là gì? Cái phản ứng đấy ở trong não, cái kết luận các bạn có thể hình dung ra ấy là cái phản ứng ở trong não của những con chuột này nó cảm nhận được là à đấy cái việc mà nó cố để nó chống đỡ với những cái thứ đấy, có nghĩa là cái việc gọi là chết đuối nó là một cái hiện tượng thiên nga đen đi chẳng hạn, chúng ta thả vào như thế thì cái hiện tượng đấy xảy ra lần thứ hai là không còn ý nghĩa đối với những con chuột đấy nữa. Đấy, nó được cái bộ não được cái sao chép kích thích kiểu gì đấy, nó làm cho cái khả năng chống đỡ nó tăng lên rất nhiều lần. Đấy, các bạn hình dung nha, từ 15 phút mà lên 60 tiếng, 60 tiếng nhé, 60 tiếng, 60 giờ. Đấy, nó con số rất là lớn đấy. 4, 6, 24 là khoảng 240 lần. Đấy, khả năng chịu đựng tăng lên khoảng 240 lần, đúng không? Một à đâu? Đúng rồi, 4, 1 tiếng là 15 phút là 4 lần đúng không? 60, 6, 4, 24 là 240 lần. Đấy, các bạn hình dung thế. Có nghĩa là sao? Sau một cái đợt xảy ra như thế thì sức chịu đựng của chuột đấy. Đấy, không không nói đến người nhá, đang nói chuột trước, là sức chịu đựng tăng lên khoảng 240 lần. Và các bạn hình dung ra cái thiên nga đen nó cũng giống hệt như thế. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu rồi và tôi cũng đã đấy, sau cái thời gian trải nghiệm rồi tôi cũng có tôi cũng đọc có khuyến nghị các bạn nên đọc cái cuốn Thiên Nga Đen đấy. Cuốn đấy nó cũng rất hay, mặc dù thực ra là không phải là rất hay đâu, cuốn đấy khó đọc, cuốn đấy không phải là ai sẽ đọc được đâu đấy. Nhưng ở cái cuốn đấy nó có hai cái khái niệm rất là quan trọng, hai khái niệm rất là quan trọng. Một đấy là cái khái niệm về thiên nga đen,
là cái thứ mà nó xảy ra khi chúng ta từ trước đến nay chúng ta chưa từng gặp nó bao giờ và chúng ta không đề phòng nó, và khi nó xảy ra ấy thì nó là một cái biến cố mặc dù nó rất là nhỏ thôi. Các bạn hình dung ra cái đại dịch cái lần thứ một ấy, nó so với lần thứ tư này nó chả là cái gì cả, nhưng cái ảnh hưởng của cái lần thứ một ấy, cái lúc mà dịch Covid xảy ra đối với chúng ta ấy, là cái tác động của nó đến đến toàn thị trường ấy là cực lớn. Nhưng cái lần thứ tư này nó so với lần thứ một ấy là nó gấp rất nhiều lần, nhưng cái tác động của nó tôi khẳng định luôn là không đáng kể gì, thậm chí không có, thậm chí không có. Tất nhiên là chúng ta phải đề phòng, chúng ta phải đề phòng, và quan điểm của tôi là phải lên rất nhiều kịch bản, lên rất nhiều kịch bản đấy, kể cả ngày mai thị trường nó có sập xuống thì chúng ta vẫn không làm sao đấy, phải như thế đấy. Cái mà tôi muốn nói là như thế, nhưng quan điểm của tôi là nó không ảnh hưởng lớn như cái giai đoạn lần thứ nhất đâu đấy. Cái lần thứ nhất có thể gọi là thiên nga đen, nhưng lần thứ tư thì không không ai gọi là thiên nga đen nữa. Thì các bạn đọc cái quyển đấy các bạn sẽ hiểu điều đấy. Có nghĩa là gì? Thiên nga đen là đấy, cái những cái tác động mặc dù nó nhỏ thôi nhưng nó sinh ra cái hiệu hậu quả rất là lớn, thì cái đấy là cái thiên nga đen. Nhưng để lặp lại như thế thì mặc dù là cái hệ quả của nó lớn, rất là lớn, lớn hơn nhiều lần so với lần thứ một, nhưng cái tác động của nó lại không lớn nữa đấy, tác động của nó chỉ nhỏ thôi không lớn nữa đấy. Đấy đấy là cái thứ có nghĩa là cái sức chịu đựng của chúng ta nó tăng lên rất là nhiều, thần kinh của chúng ta rồi tất cả những thứ. Và cái thí nghiệm đấy ấy, được rút ra từ cái thí nghiệm mà tôi nói của ông giáo sư Richter, ông ấy thí nghiệm về về chuột mà cho chuột chết đuối đấy. Các bạn có thể suy nghĩ, có thể liên tưởng, nhưng đấy là cái chia sẻ của tôi, và tôi nghĩ là các bạn cũng nên 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 đưa cho mình những cái kịch bản thì nó sẽ hay hơn. Còn cái câu chuyện là từ giờ đến cuối năm thị trường nó sẽ tăng như thế nào hoặc tăng mạnh ra làm sao ấy, thì chúng ta cũng cũng nên như suy nghĩ như thế này này. Thứ nhất là cái thị trường nó đã giảm cũng khá là sâu rồi đấy, mặc dù cái này giảm xuống như này nhá, nhưng chúng ta hình dung ra, các bạn hình dung ra ấy, là có một số nhóm ngành ấy, nó đã giảm thậm 20%, thậm chí có những cổ phiếu nó giảm đến 40% rồi, giảm 40%, giảm đến 40% rồi đấy. Và cái việc nó giảm như thế ấy, là nó đã đến cái vùng gọi là có thể nói là cái giá nó phù hợp, giá nó đã là phù hợp rồi để người ta bắt đầu mua tích lũy rồi. Nhưng tôi vẫn không khuyên là các bạn tích lũy vội, mà các bạn vẫn mua cái cổ phiếu đấy dưới dạng tích lũy nhưng chúng ta vẫn là lướt sóng đấy. Có vấn đề là chúng ta bán xong chúng ta lại mua lại nó đấy, ý của tôi là như thế, chứ không phải là không không mua tích lũy được. Những cổ phiếu tốt chúng ta vẫn để nó vào một cái danh sách theo dõi và chúng ta có thể mua dần dần đấy, chúng ta mua dần nó lên cao chúng ta có thể bán bớt, và nó xuống chúng ta lại mua thêm vào. Đấy là cái quan điểm của tôi. Còn thị trường có thể tiến được xa nữa hay không thì chưa biết, nhưng sáng nay thì tôi không phải sáng nay mà tôi vừa mới đọc được một cái thông tin ở trên cái cà phê app đấy, là sẽ có cái lượng tiền bơm ra đây, để tôi search cho 700.000 tỷ hay sao ấy, hay 700.000 tỷ bơm ra thị trường. Thì không biết là cái thông tin này tôi vừa loáng thoáng ở cà phê app đây, 9 giờ mới nhá. Đấy tôi vừa đọc, và hàng ngày tôi phải đọc rất nhiều cái loại thông tin, lý do là đấy, tôi làm cái việc tư vấn là tôi phải nắm được những cái thông tin để tôi có thể đưa ra cái giải pháp kịp thời cho cái đội nhóm. Chúng ta bắt buộc phải như thế thôi, và chúng ta phải lao động thôi. Đấy nhá, thì cái thông tin này này là tăng trưởng tín dụng 8 tháng đầu năm vẫn khả quan nhá. Thì cái việc mà so với năm ngoái ấy, thì cũng không phải là cái thứ đáng tin cậy lắm. Lý do này là năm ngoái ấy, nó cái giai đoạn đầu năm của năm ngoái ấy, là cái mặt bằng nó đã sụt xuống một cái lượng rất là lớn rồi. Đấy, nó sụt xuống rất là lớn, nên cái giai đoạn này mà so với giai đoạn năm ngoái ấy, thì nó lại không chính xác. Ví dụ như chúng ta so lãi của công ty của cái giai đoạn này này so với cái giai đoạn trước của năm ngoái ấy, cũng không chính xác luôn. Đấy, các bạn hình dung thế. Bởi vì nó dập xuống một cái mức rất là sâu rồi, và tự nhiên nó tăng cao lên thì tự nhiên lãi nó tăng lên. Nhiều nhiều công ty lãi tăng 300%, 400%, hoặc EPS tăng 300%, 400%, nhưng các bạn hình dung ra EPS năm ngoái có 100, năm nay lên 800, thì nó thì thực ra EPS của những công ty 800 là những công ty không đáng tin cậy, không không nên để ý đến.
nhưng đấy nó vẫn có thể nói là tăng lên 800%, các bạn hình dung thế. Nên chúng ta phải hiểu hiểu rõ và hiểu đấy, đi sâu vào 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 trong những cái thứ như thế. Còn nếu mà chúng ta xác định là lướt sóng ấy thì không cần phải quan tâm đến những cái thứ đấy, chúng ta cứ thấy sóng là chúng ta nhảy vào chúng ta mua thôi. Nhưng để đầu tư dài hạn là chúng ta phải quan tâm đến những cái thứ đấy đấy. Và các bạn nhìn thấy những con số này, còn tiền bơm ra để làm gì thì các bạn sẽ tự các bạn đọc kỹ ở cái này nhá. Đấy, tự các bạn đọc kỹ cái này, 700.000 700.000 tỷ nhá, 700.000 tỷ đấy, 700.000 tỷ nhá, bơm ra. Và cái bài này là bài mới nhá, đây 12 tháng 9, hôm nay đúng ngày hôm nay luôn, ngày 12 tháng 9 nhá, đấy sáng nay đấy. Thì cái câu chuyện là tiền vẫn đang bơm ra. Tất nhiên là có nhiều người nói là hạn chế, tất nhiên là tôi cũng có để ý thì lạm phát ấy của 7 tháng đầu năm là người ta công bố là 2,7% thì nó cũng không đáng gì cả. Nó cũng chưa phải đạt đến mức cao. Khi nào mà lạm phát đạt đến cái mức cực đại ấy, thì các bạn nhìn thấy nó có một cái dấu hiệu là lãi suất ngân hàng nó tăng lên. Lãi suất ngân hàng nó nhỉnh lên để nó hút tiền về. Đấy, nó hút tiền về. Hút tiền về, nhưng giai đoạn này lãi suất ngân hàng nó vẫn đang giữ ở mức, chúng ta thấy là giữ ở mức ổn định và mức đấy là mức thấp nên chưa có vấn đề gì nhá. Chưa có vấn đề, đồng tiền hiện tại bây giờ nó vẫn đang có giá trị, nó vẫn đang có một cái mức độ nhất định, giá trị mức độ nhất định. Vì thế nên các công ty lớn người ta vẫn đang giữ một lượng tiền lớn, giữ một lượng tiền lớn, và người ta đang nghĩ đến một cái viễn cảnh nào đó có thể gọi là một cái hiệu ứng của thiên nga đen hay cái gì đó thì không biết, nhưng tôi khẳng định luôn là không có câu chuyện là thị trường nó sẽ sập mạnh xuống như cái giai đoạn đầu năm ngoái đâu nhé. Đấy, tôi có thể khẳng định điều đấy. Và đấy đấy là cái thí nghiệm mà tôi cảm thấy rất là tin tưởng cái thí nghiệm đấy. Và cái thí nghiệm đấy thì các bạn có thể nghĩ ngay đến bản thân các bạn thôi. Đấy, ví dụ như cái sức chịu đựng của các bạn lần một mà các bạn đã vượt qua rồi, lần sau các bạn sẽ có một cái sức chịu đựng nó tốt hơn thế rất là nhiều, thì cái đấy là đúng đấy. Và nó tăng lên đến 240 lần đúng không nhỉ? Lúc nãy tôi vừa nói ấy, đúng không? Chúng ta tính nhỉ, 60 tiếng và lúc đầu là 15 phút là 240 lần đấy, đúng 240 lần nhá. Đấy, cái sức chịu đựng nó tăng lên kinh như thế. Con người có thể tăng lên hàng nghìn lần cũng không biết được. Và cái câu chuyện là khi mà cái sức chịu đựng nó tăng lên thì tự nhiên nó thay đổi cái cảm nhận của chúng ta về thị trường, nó cũng thay đổi theo. Nó cũng thay đổi theo. Và có lẽ là nó không ảnh hưởng, nó không không ảnh hưởng bởi cái đấy đâu. Thì bây giờ tôi đấy là những cái chia sẻ đầu tiên của cái buổi chiều ngày hôm nay. Còn tiếp theo là tôi sẽ trả lời các cái câu hỏi của các bạn ở trên kênh, thì rất nhiều câu hỏi. Nhưng nói về định giá các cổ phiếu ấy thì tôi cũng chia sẻ luôn với các bạn ở cái giai đoạn này. Thực ra cái việc định giá tôi không mất nhiều thời gian đâu, và tôi cũng chả mất cái gì cả. Tôi làm giúp cho các bạn, nó cũng chỉ mất khoảng đấy vài giây để tôi nhập cái số liệu vào là xong. Nhưng tôi vẫn vẫn nói luôn với các bạn ấy là cái giai đoạn này tôi không 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 muốn làm định giá hoặc là bình luận từng cái cổ phiếu phiếu riêng biệt. Lý do ấy là trong kênh của tôi hiện tại bây giờ là hơn khoảng 2.500 bạn. Trong 2.500 bạn đấy thì tôi nghĩ là phải cỡ đến 1.000 bạn là F0, 1.000 bạn là F0 đấy. Bởi vì cái cách mà các bạn ấy gửi tin nhắn cho tôi rồi nhắn tin rồi vân vân thì tôi cảm nhận được là các bạn ấy là những người mới. Và khi mà tự nhiên bình luận vào một cái cổ phiếu ở cái giai đoạn này nó tốt quá hoặc nó xấu quá ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những cái bạn như thế. Ví dụ như bạn ấy đang cầm cổ phiếu thì có thể đấy, bạn ấy có thể mua hoặc là bán hoặc là nắm giữ nó không đúng theo với những cái dao động của thị trường và dẫn đến những cái thua lỗ. Hoặc là tự nhiên bình luận một cái cổ phiếu nó tốt quá nhưng ở cái giai đoạn này mà thị trường nó thay đổi một cách đột ngột thì có thể là làm ảnh hưởng đến cái việc các bạn ấy mua vào. Nên giai đoạn này quan điểm của tôi ấy, lướt sóng nếu mà muốn xem nhẹ nhàng nữa ấy, thì chúng ta cũng không cần nói là lướt sóng nữa, chúng ta nói là đánh bạc luôn đi. Chúng ta để một lượng tiền chúng ta đánh bạc cho nó vui. Đấy, thì các bạn hình dung ra ấy là các bạn rất thoải mái, các bạn ăn ngủ rất ngon, bởi vì các bạn xác định là các bạn đánh bạc thì có cái gì đâu. Để một lượng tiền ra đánh bạc T cộng 3 thì cũng 5 thì cũng 7 cho nó vui. Đấy, thì nó không ảnh hưởng gì cả. Còn những cổ phiếu nào các bạn đã mua dài hạn rồi ấy, đã giữ nắm giữ rồi ở cái giá tốt rồi thì cứ nắm giữ thôi, cứ theo dõi thôi. Đấy, thì
quan điểm của tôi là vẫn phải chờ đợi một thời gian nữa để cho nó ổn định, nó xác định rõ xu hướng. Tôi khẳng định luôn ấy là thà tôi đợi cái này này nó vượt cái đỉnh này thì tôi mới bắt đầu vào những cái cổ phiếu nắm lâu dài, còn hơn là ở đây tôi vào xong bắt đầu tôi nhắm mắt tôi mua cổ phiếu xong bắt đầu tôi chả biết là nó lên hay nó xuống, xong bắt đầu tôi cứ ngồi tôi cầu trời khấn Phật đến mai thị trường nó sập xuống thì là nguy hiểm đấy, ví dụ nó là như thế. Còn bạn và nhiều bạn ở trong cái kênh của tôi ấy, là tôi cũng không biết là các bạn là có đầu tư cổ phiếu thật hay không, hay là các bạn là người đấy cũng là người sành sỏi ở trên thị trường, các bạn muốn mượn cái kênh của tôi để PR cho một cổ phiếu thì nó lại rất nguy hiểm đấy. Tự nhiên các bạn đưa một cái cổ phiếu rác vào bảo định giá thì bình luận tùm lum lên, thế là tự nhiên 1.000 bạn F0 của tôi đấy, những cái người mà theo dõi kênh của tôi rất là trung thành đấy, người ta mua vào người ta sập cái bẫy đấy một cái thì tôi không không muốn làm cái việc đấy. Còn nếu như thực sự các bạn theo kiểu mà muốn thì các bạn trả phí, các bạn nhắn tin cho tôi, các bạn chuyển khoản cho tôi, mỗi cổ phiếu tôi lấy ít thôi, tôi lấy ít để cho nó có trách nhiệm, 10.000 một cổ phiếu, các bạn chuyển khoản mỗi một cái bình luận của tôi là tôi làm 5 cổ phiếu đấy, và tôi không post lên kênh, tôi chuyển luôn 5 cái cổ phiếu đấy cho các bạn đấy. Tôi ví dụ như tôi sẽ không làm clip, bởi làm clip gửi thì nó sẽ rất là nặng đấy, tôi sẽ làm một cái file Word hoặc file PDF đấy, tôi sẽ có ảnh đồ thị, tôi sẽ nói chi tiết là cái cổ phiếu đấy là nó đang như thế nào, rồi định giá nó ra làm sao vân vân đấy. 10.000 một cổ phiếu tôi nghĩ cái giá đấy là cái giá gọi là giá gọi là chả gọi là không lấy thì nó buồn cười, nhưng mà đấy cái giá đấy thì cũng chả thấm gì đâu, nó cũng chỉ để vui vẻ thôi. Và các bạn cứ muốn 5 cổ phiếu nào cũng được, các bạn gửi cho tôi inbox rồi 5 cổ phiếu và chuyển khoản 50.000 và tôi sẽ làm và tôi sẽ gửi lại cho các bạn đấy, để cho nó không ảnh hưởng đến những bạn khác đấy. Và tôi nghĩ là cái cách đấy là hợp lý, tôi cũng rất là suy nghĩ, bởi vì rất nhiều bạn bạn cứ nhắn cho tôi là tại sao anh lại không trả lời cổ phiếu của em người này khác, thì về cơ bản là trong các cái clip trước là tôi cũng đã nói rồi, giai đoạn này là tôi không định giá và không nhận định những cái cổ phiếu riêng lẻ là như thế. Các bạn hình dung nha, cái giai đoạn trước đấy có rất nhiều bạn đưa toàn cổ phiếu rác thôi, kiểu như là muốn kiểm tra xem là chương trình như thế nào, thì hoặc là muốn là mượn cái chương trình của tôi để PR cho cái cổ phiếu nào đấy trong để cho các bạn F0 nhảy vào mua ví dụ thế, thì những cái câu chuyện đấy là để hạn chế. Thì đấy, bạn cứ chuyển 50.000 và đưa 5 cổ phiếu, tôi sẽ làm cho một cái file nhận định về 50 cổ phiếu đấy. Đấy, tôi nhận định ngắn gọn là tôi cũng không dài dòng đâu, ngắn gọn và định giá nó là bao nhiêu, sau đó thì tôi sẽ chuyển lại cho các bạn cứ inbox cho tôi, và cái thông tin để các bạn có thể định nhận có thể inbox ấy thì có nhiều bạn là tìm thấy inbox cho tôi qua cái Facebook đấy, thì các bạn cứ nhắn vào trong cái Facebook của tôi và tôi sẽ nhìn thấy và tôi sẽ trả lời. Đấy, đấy là cái chia sẻ thứ hai. Tiếp theo này, các cái câu hỏi tiếp theo, ví dụ như là có một bạn bạn ấy hỏi là tuần sau đáo hạn phái sinh, bạn Nguyễn Hùng ấy, thì anh có nhận định gì không? Em run cầm 70% cổ phiếu. Thì cái câu chuyện đáo hạn phái sinh ấy thì tôi đã nói với các bạn rồi. Đáo hạn phái sinh là cái câu chuyện khó lường, không ai biết được là nó sẽ tăng hay giảm đâu. Nó tăng hay nó giảm ấy là nó liên quan đến cái ông cái đội nhóm cái đội lái đấy. Đấy, cái đội lái đấy là đang ở phe nào? Phe long mạnh hay phe short mạnh? Đấy, ví dụ người ta đang long nhiều chẳng hạn, người ta đang 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 long nhiều, đúng không? Thì người ta sẽ mua để đẩy giá lên. Ví dụ thế. Còn ví dụ như người ta đang short nhiều thì người ta sẽ bán nhiều, người ta bán ở trong các cái cổ phiếu, chủ yếu là các cổ phiếu ở trong cái rổ VN30 thôi. Thế bây giờ bạn phải xem lại cái cổ phiếu mà bạn đang cầm ấy là bạn cầm bao nhiêu cái cổ phiếu ở trong cái rổ VN30. Thế thì những cái đợt mà đáo hạn phái sinh ấy thì bị nặng nề nhất là ở trong cái rổ VN30 thôi, còn ở ngoài có bị ảnh hưởng không thì tôi khẳng định luôn là có bị ảnh hưởng. Lý do là khi mà đội nhóm nó bán tháo ở VN30 chẳng hạn thì nó làm cho cái chỉ số VN Index này nó bị cắm xuống rất là mạnh, và dẫn đến là các cổ phiếu khác nó cũng bị theo kiểu là đấy đám đông thôi, nó chạy thì nó chạy một loạt như thế, thì ông nào mà bình tĩnh được ấy
thì và tiền đang còn sẵn ở trong tài khoản đấy thì có thể mua được những cái cổ phiếu mà giá nó rẻ, nó phù hợp chẳng hạn. Thì sau cái đợt đấy, thông thường sau những cái đợt phái sinh đấy, đáo hạn phái sinh mà bị bán ấy, thì sẽ được mua lại và giá nó sẽ đẩy lên, hoặc sau những đợt mà mua đẩy tăng lên mạnh ấy thì hôm sau kiểu gì cũng bị bán dập xuống. Đấy đấy là những cái quy luật. Tất nhiên là nó có những cái lần mà nó cũng xảy ra ngược cả với những cái nhận định đấy. Đấy, và chúng ta phải đề phòng thôi, đề phòng như thế thôi. Còn những bạn mà đang không margin ấy thì chả có sợ cái gì cả, mà đang cầm cái cổ phiếu mà nó thứ nhất là không nằm ở trong cái rổ, kể cả có nằm ở trong rổ VN30 thì nó chỉ dao động mạnh ở cái một hai buổi hôm đấy, xong rồi một hai buổi sát ngày đáo hạn phái sinh thôi. Đấy, nó chỉ bị nặng một hai cái ngày mà sát ngày giao dịch phái sinh thôi, ngày đáo hạn phái sinh thôi, sau đó thì nó lại trở lại bình thường, đã không 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 có gì phải quan ngại cái điều đấy. Đấy, tiếp theo này là câu hỏi của bạn Nguyễn Phương đấy. Bạn ấy hỏi là cái điểm mua luôn RSI cắt lên 60, MACD cắt nhau rồi vân vân. Thì cái câu chuyện này ấy, thì tôi nghĩ là tôi nên các bạn nên đợi, có lẽ là đến tuần sau chẳng hạn thì tôi sẽ làm một cái clip về về điểm mua đúng đấy, điểm mua đúng để cho các bạn. Về cơ bản ấy thì các cái tín hiệu như thế, nếu mà các bạn nói lên cái tín hiệu mua ấy thì nó có rất nhiều. Các bạn hình dung ra ấy là ở trong cái chỉ báo này này có bao nhiêu đấy, có bao nhiêu cái thứ ở trong này thì nó có bấy nhiêu cái tín hiệu mua đấy, cái tín hiệu tạo ra điểm mua. Nhưng chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu là rồi khi mà các bạn thấy là khi mà các bạn hiểu rồi, các bạn thấy mọi thứ nó ok rồi, đã được trải nghiệm một thời gian dài rồi, thì các bạn thấy là thực ra không cần phải dùng quá nhiều các chỉ báo đấy. Về cơ bản chúng ta chỉ cần dùng vài cái chúng ta quen thôi, và giống như 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 tôi nói đấy, cái báo cáo tài chính cũng thế, chúng ta không cần phải hiểu hết tất cả các loại báo cáo tài chính. Nó có khoảng 1.700 công ty cơ mà. Và cái cách của tôi làm ấy là tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, là chúng ta đọc cái báo cáo nào mà chúng ta thấy khó hiểu ấy, chúng ta thấy khó hiểu cái con số nó lung tung chúng ta không hiểu được ấy, chúng ta vứt luôn không đọc nữa. Đấy là cách làm thành công nhất mà tôi đã chia sẻ với các bạn rồi. Đừng yêu quý một cổ phiếu nào, gọi gọi là đừng yêu quý một cái cổ phiếu nào một cách quá đáng. Chúng ta thấy chúng ta yêu quá thì chúng ta cứ ngồi chúng ta mò mẫm chúng ta đọc, trong khi đó chúng ta chả hiểu gì về nó, càng đọc thì càng khó hiểu chúng ta đọc làm gì. Và ở trong đấy nó sẽ có những cái thứ mà chúng ta không nhận ra được. Thế thì cứ chọn những cái công ty nào có 1.700 công ty cơ mà, kiểu gì sẽ tìm được một hai, các bạn chỉ mua khoảng một hai cổ phiếu chứ mấy các bạn có mua được đến chục cổ phiếu không. Đấy, nên cứ cái báo cáo tài chính nào nó khó hiểu, giống như kiểu đồ thị cũng thế, cái đồ thị nào mà nhìn nó khó hiểu chứ đừng đừng có nhìn là ui cho điểm mua điểm miếc vứt không mua cái cổ phiếu đấy, chúng ta chọn cái khác. Và chúng ta có rất nhiều cơ hội, còn cách tìm thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi, tôi có chương trình lọc nên tôi đã đưa ra cái danh mục đấy rồi. Ở trong cái danh mục đấy là tôi đã loại được rất nhiều cổ phiếu đểu rồi, những cổ phiếu rác, những cổ phiếu hoặc là những cổ phiếu chưa có điểm mua đẹp tôi đã loại rồi. Thế còn 30 cái đấy là rất là ít, thì chúng ta lại lọc tiếp để sao nó cho nó chỉ còn 5 cái thôi đấy. Còn lọc thì mỗi bạn sẽ có một cái cách để đưa nó ra nha. Đấy thì cái câu hỏi, câu trả lời của tôi là như thế đấy. Còn đấy, có một bạn hỏi về DLG đấy, thì tôi đã nói rồi, giai đoạn này tôi sẽ không 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 làm những cái clip về những cái cổ phiếu cụ thể nha. Còn một bạn nói là tuần sau thị trường có dấu hiệu đi xuống không anh, thì đấy cái mà quan ngại nhất của tuần sau có phải đáo hạn phái sinh không nhỉ? Tuần sau đúng đáo hạn phái sinh đấy, ngày khoảng ngày 20 hàng tháng hay sao, ngày bao nhiêu tôi không nhớ chính xác, lâu lắm rồi tôi không nhớ cái đáo hạn phái sinh nhé. Đáo hạn phái sinh hình như ngày 20 hàng tháng hay sao ấy, thì phải là tuần sau nữa chứ nhỉ, hay là ngày thứ năm gì đấy tôi không không nhớ chính xác, nhưng có lẽ là để tôi kiểm tra lại đáo hạn phái sinh luôn nó dễ mà, sau khi mà tôi không tham gia phái sinh nữa tôi quên hết luôn, tôi chả nhớ chính xác. Nhiều khi các bạn đấy, các bạn cứ viết lên đấy theo cái kiểu là
đáo hạn phái sinh. Đây này, đáo hạn phái sinh. Lịch đáo hạn phái sinh hợp đồng tương lai. Ngày giao dịch đầu tiên là ngày 20/11. Lịch đoạn tháng 2. Rồi vào trong cái VSD cho nó chuẩn. Phải xin. Không có à? Đại khái là ở đây tôi thấy là ghi là ngày 20 gì đấy nhá. Đợi tôi hỏi hỏi luôn broker cho nhanh. Nhiều bạn nói chung là cũng chưa chưa chắc đã hiểu, nhưng mà cứ ừ, em ơi cho anh hỏi tí là cái ngày đáo hạn phái sinh là ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Thứ năm tuần sau ạ. Thứ năm tuần sau à? Vâng. Nhưng mà thường là nó là như thế nào nhỉ? Nó là cái ngày gì? Nó là ngày thứ năm tuần thứ ba. Nó cụ thể luôn là ngày thứ năm tuần thứ ba đúng không? Đúng rồi. Tuần thứ ba của tháng đúng không? Đó. Ngày thứ năm tuần thứ ba của tháng đúng không? Đúng rồi. Rồi anh cảm ơn em nhiều nhé. Đấy, có nghĩa là ngày thứ năm tuần thứ ba của tháng. Thì đây là tuần thứ nhất này, tuần thứ hai, tuần thứ ba. Thì ngày thứ năm là ngày 16 sẽ là ngày đáo hạn phái sinh. Nha. Đấy. Thế là các bạn cũng rõ rồi nhá. Các bạn nghe chuyên gia trả lời rồi chắc là chuẩn rồi, không sai được nhá. Đấy thì lâu rồi tôi không tham gia phái sinh nữa nên là tôi quên hết, tôi chả nhớ. Nhưng mà đấy, cụ thể nó không phải là ngày là cái ngày bao nhiêu mà nó là ngày thứ năm của tuần thứ ba hàng tháng. Là ngày đáo hạn phái sinh. Đấy. Thì chúng ta chỉ cần lưu ý thế thôi. Thì là ngày thứ 5 tuần sau nhá. Ngày thứ 5. Ngày thứ 5 là ngày 16 đáo hạn phái sinh. Tiếp theo này, cái câu hỏi tiếp theo. Cơ bản là cũng không có nhiều câu hỏi đâu. Đấy, có một bạn cũng hỏi về con CMX. Đấy thì tôi cũng nói rồi, tôi cũng chả biết nó là cái cổ phiếu gì, nhưng mà tôi giai đoạn này tôi không muốn bình luận những cái cổ phiếu riêng lẻ như thế, thì các bạn thông cảm cho tôi, nhưng tôi cũng không ngại gì đâu, nó đơn giản. Còn các bạn muốn thì các bạn inbox vào và chuyển khoản cho tôi sẽ làm riêng nhá. Còn sau cái giai đoạn này thì tôi lại các bạn cứ hỏi tôi lại miễn phí cho các bạn. Đấy, có một bạn cũng hỏi về cổ phiếu CII. Đấy, và nó tự nhiên ví dụ như tôi bởi vì cái giai đoạn này này, cái giai đoạn mà hôm nay thị trường nó nhao xuống ấy, thì cổ phiếu tốt hay cổ phiếu xấu thì đều bị đi hết, không cứ gì cả. Nhưng nếu mà chúng ta ở trong chúng ta ấy, đang có một cái tâm thế là tôi giai đoạn này là tôi chơi đánh bạc thì chả sợ gì cả, nó lên hay nó xuống thì kệ nó, tôi vẫn chiến được. Đấy, nó khác. Và cái giai đoạn này tôi đã vẽ cho các bạn rồi. Đấy, chúng ta đề phòng đến chỗ này thì chúng ta có thể là quyết định được là tốt. Chỗ này là cái ngày khoảng 18 tháng 10, ngày 18 tháng 10 nhá, khoảng 18 tháng 10. Còn từ đây đến đây này thì nó có thể lên hoặc xuống, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng chỉ loanh quanh ở hai cái đường xanh xanh này thôi. Nó vượt được ra là khó,
khó nhưng không phải là không thể nha, nhưng mà nó khó đấy. Đến đây ấy, thì chắc chắn là nó sẽ có cái tín hiệu gì đấy tích cực. Lý do là dòng tiền nó khá mạnh, dòng tiền khá mạnh, mà tháng 9 mà thống kê của VSD mà thống kê số lượng tài khoản mở mới mà nó vẫn khoảng trên 100.000 tài khoản thôi ấy, thì khẳng định luôn đấy là cái đỉnh này nó cũng chả là cái gì đâu, nó sẽ phá, nhưng mà có thể là phải sát vào cuối năm gần Tết âm lịch nó sẽ phá, và từ đấy cho đến Tết âm lịch thì nó đủ cái thời hạn để phá, có gì đâu, còn rất nhiều thời gian nhá. Từ đấy đây là nó đủ hấp thụ hết rồi. Ở chỗ này là tháng mấy nhỉ? Chỗ này tháng 7 thì đến Tết âm lịch là đúng đấy, 6 tháng như tôi nói là chuẩn đấy, là chuẩn khoảng 6 tháng đấy là đấy, dòng tiền mạnh. Còn nếu mà dòng tiền yếu thì có thể là chúng ta phải chờ chờ phải đến 1 năm nhá. Và các giai đoạn thị trường tôi đã xem rồi, còn các bạn muốn xem tôi cho các bạn xem lại. Tôi đã ngồi tôi mất rất nhiều thời gian để tôi ngồi tôi kẻ tôi vẽ rồi tôi xem đấy. Đây các bạn hình dung này, nó đi ngang này đấy, đi ngang này đấy, khoảng hơn 1 năm. Hai cái đường xanh này của tôi là 1 năm đấy nhá. Đấy, cứ sau một cái đợt tăng mạnh, cái đợt này tăng mạnh này dập lên dập xuống, đến lúc nó ổn định rồi nó đi 1 năm rưỡi nhá. Đây cái giai đoạn này nó cũng tăng rất là mạnh, đến cái đoạn này nhá, đây cái đoạn này cũng 5 rưỡi đây, tăng mạnh nhá, lên 5 rưỡi đấy. Còn trừ khi dòng tiền nó mạnh nó vào thôi, còn cái đoạn kia nó đã xác lập cái đỉnh mà chúng ta có thể nói là cái đỉnh đấy là đỉnh của dài hạn rồi đấy, thì nó phải đi được khoảng 5 rưỡi nhá. Đấy, và cái việc mà nó dập dập xuống rất là mạnh ấy, thì rất là khó, trừ khi là nó có một cái hiện tượng bất ngờ thiên nga đen khác khác nhá. Nó phải có một cái mới chứ không phải cứ cái gì cũng thiên nga đen, không phải nhá. Đấy, rất nhiều người cho rằng nó sẽ có một cái đợt dịch bùng nổ thứ tư này đấy là cái nguy cơ thiên nga đen, nhưng không phải, người ta hiểu sai về thiên nga đen. Thiên nga đen là gì? Là một cái hiện tượng mà nó chưa từng chúng ta chưa từng nhìn thấy nó trước đây thì nó mới gọi là thiên nga đen. Và khi nó xảy ra ấy, thì cái tác động của nó, cái ảnh hưởng mà nó gây ra ấy là rất lớn đấy, nhưng cái tác động của nó thì có thể là nó chỉ là một cái bình thường nhỏ thôi. Đấy, các bạn thấy cái đợt dịch lần thứ nhất ấy thì nó làm gì bị tác động mạnh như cái đợt dịch lần thứ tư, nó nhỏ hơn rất nhiều so với lần thứ tư, nhưng cái lần thứ nhất ấy là nó nguy hiểm hơn. Và chúng ta trở lại cái ví dụ về về chuột của ông Richter nhá, thì cái lần đầu tiên mà thả 10 con chuột xuống ấy nó sẽ không nguy hiểm bằng cái lần thứ hai, bởi lần thứ hai sau khi ông, các bạn nếu mà nghe kỹ cái ví dụ nhá, à, nghe kỹ cái thí nghiệm nhá, thì các bạn thấy là cái lần thứ hai sau khi ông thả 10 con chuột xuống đấy, ông vừa mới thả xong, xong đến lúc mà nó gần chết rồi ông mới vớt nó lên, ông mới cho nó khô đi, sau đó ông cho nghỉ có vài phút thôi. Ở trong tài liệu nói là ông ấy cho chuột hồi sức vài phút, trong vài phút sau đó ông ấy cho thả lại ngay. Trong vài phút thì có nghĩa là tôi nghĩ chỉ khoảng 5 phút 10 phút là cùng đấy, và ông cho thả lại ngay. Thì các bạn hình dung nhá, là nó ở cái giai đoạn sắp chết, có nghĩa là ở cái giai đoạn sắp chết rồi mà lần thứ hai nó chịu đựng được thêm 60 tiếng. Đấy, có nghĩa là nó đã chịu đựng gần 15 phút. Đấy, ở cái lần thứ nhất, sau đó nó chịu đựng tiếp lần thứ hai chịu đựng tiếp luôn, không được nghỉ ngơi gì cả, chịu đựng luôn luôn. Thì các bạn liên tưởng đến cái hiện tượng mà chúng ta vừa mới là thiên nga đen đấy, là cái hiện tượng Covid, nó chính là hiện tượng thiên nga đen đấy. Và cái lần thứ nhất là cũng giống như cái việc gọi là thả chuột vào nước lần một đấy. Và cái sức chịu đựng của cái lần một là không có, gần như là ngáp hết, đi hết đấy. Nhưng cái lần thứ hai này nó mạnh hơn cái lần một rất là, cái lần thứ tư này nó mạnh hơn cái lần thứ nhất rất là nhiều, nhưng gần như nó sẽ chả ảnh hưởng gì. Tôi khẳng định luôn với các bạn thế, cái việc ảnh hưởng của nó là rất là bé. Và cái sức chịu đựng đấy, các bạn hình dung nha, là chúng ta nhẩm qua ấy là 240 lần, không biết tôi có nhẩm chính xác không, các bạn có thể nhẩm lại 240 lần đấy, nó tăng sức chịu đựng lên 240 lần. Đấy là chuột, người tôi nghĩ thì tăng lên hàng nghìn lần, làm sao mà có thể sập được nhá. Đấy, đấy là những cái chia sẻ buổi chiều hôm nay, và tôi hy vọng là những cái chia sẻ đấy là những cái chia sẻ có ích để giúp các bạn đấy có những cái nhìn tổng quát hơn về thị trường, và đấy có thể đưa ra những cái giải pháp tốt cho mình ở trong cái giai đoạn sắp tới của thị trường nhá. Và tôi rất hy vọng là tất cả các bạn ở trên kênh của tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền, hoặc là hạn chế mất tiền đấy. Có thể nó sẽ dập dình, nó đi ngang như này này, nếu như tiền không mạnh ấy, tiền nó không đủ mạnh
là tôi có thể vẽ đấy, nó dập dình như này cho đến đến đây vẫn 21 đúng không? Đây cho đến khoảng tháng tháng 5 tháng 6 của 2022. Đấy, nếu như không có gì thay đổi. Và nếu như nó dập dình như này thêm một thời gian nữa ấy, mà qua cái điểm này này nó vẫn dập dình ấy, thì chắc chắn là phải đến khoảng tháng 5 tháng 6 2022 thì nó mới có một cái xu hướng mới, một là tăng mạnh, hai giảm mạnh. Đấy, còn ở đây nó cứ lên xuống như thế ở trong cái giải này của tôi thôi nhá. Đấy là cái quan điểm của tôi và nó cũng chỉ là quan điểm cá nhân thôi, nên là các bạn cũng cần phải đọc thêm các thông tin khác, phải tự nghiên cứu để có thể đưa ra cái phương án cho mình. Quan trọng nhất là bảo vệ được cái nguồn tiền của mình, nguồn lợi nhuận, hoặc là bảo vệ được cái nguồn vốn của mình. Và chỉ có khi nào mình tồn tại được lâu dài ở trên thị trường thì mình mới kiếm được tiền, còn không tồn tại được thì bật bãi ngay thì cũng chả có gì để nói đâu nha. Đấy, cuối cùng chúc các bạn đầu tư thành công, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.